Toàn chức pháp sư, tác giả, loạn, dịch chuyện và edit video, đặt lê view, giọng đọc, ban mai FPT, được phát sóng trên kênh Triệu Gia. Rất mong, được các bạn ủng hộ. Hãy cho mình nút like và comment để chúng ta có thể tương tác với nhau nha. Mà nếu các bạn muốn đâu donate cho nhóm thì mình để thông tin dưới phần miêu tả nha. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Tập 117 Sau khi thiên diễm lễ tăng qua đi, Mạc Phàm có đến chỗ đống xương cháy đen kia để xem xét bỗng nhiên hắn phát hiện ra có một vài mảnh xương rất kỳ dị mạc phàm có chút hoài nghi con vong linh giáp đồng lúc trước hắn giết không thấy có hiện tượng này còn những mảnh xương hắn đang cầm trên tay thì lại tỏa ra một làn hắc khí chẳng lẽ đây là dị cốt mạc phàm dường như ý thức được điều gì trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ ngoại trừ tinh phách thứ có giá trị nhất trên người yêu ma chính là dị cốt tiếp theo sẽ là dị da dị chảo dị vảy loại dị cốt ở trên thân vong linh giáp đồng này còn tản ra đặc chất hắc ám rất hoàn mỹ nếu như dung nhập vào một ma khí hắc ám, hoặc là bên trong ma cụ. Cuối cùng tiền cũng đã tới rồi. Mạc Phàm vội vàng thu đống xương kia lại, đây là món đồ vô cùng chân quý, ít nhiều cũng bán được 450 triệu, cộng với tiền đi giải cứu người ở sa mạc Sahara, hắn xem như đã có doanh thu tới gần trăm củ, như vậy thì khoảng cách giữa hắn và lĩnh vực hồn chủng lôi hệ ngày càng gần rồi. Đám vong linh giáp đồng bị Mạc Phàm vây đánh đã là vô cùng tức giận, chúng luôn cho rằng bản thân chúng là những kiếm sĩ cao quý, kiếm sĩ quý si tộc mà lại bị một thằng nhãi danh đánh sấp mặt lở, thử hỏi là ai mà chịu có nổi. Đám vong linh giáp đồng này nhanh chóng xếp thành đội hình, tạo thành năm hàng rồi đồng loạt thi triển ra một loại đao pháp giống nhau, tiếp tục đuổi đánh Mạc Phàm. Mạc Phàm thấy như vậy thì liền thối lui về phía sau, chẳng mấy chốc đã bị bọn chúng dồn tới vách núi. Hắn ngay lập tức đã phải nhận lấy những đòn tấn công vào ngực, vào bụng, vào vai. Những vết thương do vong linh giáp đồng gây ra còn mang theo độc tố, nó khiến cho miệng vết thương khó lành, máu chảy ra cũng biến thành một màu xanh đen ma pháp chữa trị bình thường sẽ không có tác dụng, cũng may là Mạc Phàm sở hữu một ma pháp hắc ám là ám ảnh hệ, cho nên những vết thương do sinh vật hắc ám gây ra, tạm thời chưa thể khiến hắn nguy hại đến tính mạng. Sông lên, giết, chúng ta đã đến đỉnh dốc rồi. Đúng lúc này, có một loạt tiếng hô lớn xông tới phía của Mạc Phàm. Bởi vì lúc nãy hắn đánh hăng máu quá, cho nên đã trở thành người dẫn đầu đoàn quân, mãi đến bây giờ thì quân đội của Nam thống quân Vazo mới chạy tới kịp. Ha ha ha, đừng tưởng chỉ mỗi các ngươi là có huynh đệ quân cứu viện của lão tử cũng tới rồi nhé mạc phàm cười lớn rồi nói vừa mới lên tới đỉnh dốc phía quân đội ai cập vô cùng bất ngờ bởi vì nơi nguy hiểm này đã có một người xông tới đánh tướng va rồi nhanh chóng phái một pháp sư phong hệ đi dò la tin tức không lâu sau thì pháp sư phong hệ kia đã quay lại và nói với hắn rằng đại nhân người đánh lên đây là một pháp sư trong đội quốc phủ trung quốc đã giết chết bảy con vong linh giáp đen đám vong linh còn lại cũng đã bị thương nặng ngài có thể thông báo cho tham mưu phân nạp đem toàn bộ đại đội lên đây người nói cái gì một mình hắn có thể giết bảy con sao, tướng Vazo vô cùng kinh ngạc nói. Vong linh giáp đồng là một loại vong linh rất mạnh mẽ, nếu kim tự tháp được ví như hoàng cung, đám vong linh giáp đồng có thể được coi là thị vệ hàng tuyển. Chúng có sức mạnh và tinh thần chiến đấu cực cao, biết sắp xếp đội hình tấn công, phòng thủ. Chính vì vậy, cho nên muốn xông vào đây cần phải có một đội pháp sư đã được huấn luyện kỹ càng. Tham mưu phân nạp, trong đội Trung Quốc đã có một gia hỏa đi lạc đến đây, do mải đuổi đánh độc kim mộc nãi y, và bằng một cách thần kỳ nào đó, Gia hỏa đó đã diệt được 7 con vong linh giáp đồng, từ đó đã tạo ra một lỗ hồng để chúng ta đột kích vào. Quân thống Vazo nhanh chóng báo cao cho Tham mưu phân nạp, vừa bẩm báo hắn còn tưởng rằng mình đang nói đùa. "Ta hiểu rồi." Tham mưu phân nạp im lặng một lúc lâu mới có thể đáp lại, có thể cô ta cũng cảm thấy hơi bất ngờ, Trung Quốc tự nhiên đào đâu ra một tuyển thủ bá đạo trên từng hạt gạo như vậy. Nhờ có Mạc Phàm đánh giết với đám vong linh giáp đồng, đội quân của quân thống Vazo cũng nhanh chóng giết hết đám còn lại, dựng được một phòng tuyến tạm thời ở đây sau khi dựng xong phòng tuyến, đội quân do thống quân Van Cốt dẫn đầu cũng đã quay lại, mà bọn họ có thể sống sót quay lại đây, chính là do được đội Trung Quốc giải cứu. Vừa mới thấy Van Cốt trở về, nữ tham mưu phân nạp lập tức ra lệnh. Tước bỏ quân hàm của Van Cốt đi, không để cho hắn ở trong quân đội nữa. Nếu như không có những học viên Trung Quốc kia, lần này ngươi đã mất mạng ở đó rồi, tham mưu phân nạp nói với Van Cốt. Van Cốt vội vàng quỳ gối xuống, một mặt hối lỗi nói với nữ tham mưu. Tôi đã biết sai rồi, tôi không nên ngạo mạn và vô lễ như vậy, Tôi nguyện tước bỏ quân hàm, quay lại đội ngũ pháp sư quân đội để tiếp tục đóng góp. Đây là chiến trường, bất cứ hành động thiếu suy nghĩ nào cũng có thể khiến toàn quân bị diệt, ngươi hãy nhớ kỹ điều này cho ta." phân Nạp tức giận nói. Sau khi đã dựng được phòng tuyến tạm thời, mọi người nhanh chóng tập hợp lại để nghỉ ngơi và hồi phục lại ma năng. Đến sáng sớm ngày hôm sau, một nhóm pháp sư thần miếu Parthenon cũng đã được hộ tống tới. Mạc Phàm cũng phát hiện ra, em gái tâm hạ của mình cũng đi cùng bọn họ. Hắn cảm thấy hơi khó chịu khi cô ấy đến đây bởi vì tâm hạ không thể đi lại như người thường, chỉ riêng việc đó thôi đã khiến cô ấy rất khó tự bảo vệ mình rồi. Mặc dù nói Pháp Sư Thần Miếu bảo vệ rất kỹ càng, nhưng Mạc Phàm vẫn là rất không yên tâm. Pháp Sư Thần Miếu đã đến, cả quân đoàn cũng nhanh chóng tiến lên, tiếp tục di chuyển đến vị trí cách kim tự tháp ảo 10 km. Bắt đầu từ vị trí đó trở đi sẽ rất gian nan, số lượng vong linh ở khu vực này cũng sẽ tăng đột biến, một khi đã xông lên thì sẽ không còn đường lui nữa. Năm đó, chúng ta dường như đã phải dẫm lên xác của huynh đệ, mới có thể tới được kim tự tháp, trong trận chiến với núi thây và biển xác thì đó chẳng khác nào một cái địa ngục. Đứng trước cảnh tượng chém giết man dợ này, một vị pháp sư trung niên không khỏi hồi tưởng lại một đoạn ký ức. Lão tiên sinh, đoạn đường ở phía sau thực sự đáng sợ lắm sao, Mạc Phàm hỏi. Gọi ta là đinh mộ là được rồi, đoạn đường phía sau rất đáng sợ, nhưng quy mô của kim tự tháp lần này không lớn như lần trước, có lẽ cơ hội chiến thắng cũng cao hơn, đinh mộ vừa phì phèo điếu thuốc vừa nói. Chỉ cần lên đến kim tự tháp thì sẽ thắng sao, Mạc Phàm lại hỏi đúng vậy khi vào đến kim tự tháp thì các pháp sư quân đội sẽ đốt quang chi khí xua tan đi ảo ảnh do hải thị thận lâu gây ra đinh mộ trả lời nhưng càng đến gần đó số lượng vong linh sẽ càng trở nên dày đặc hơn đúng không giang dục hỏi đó là điều đương nhiên nhưng dù sao đó cũng chỉ là bên ngoài hải thị thận lâu vong linh cường đại đại thật sự còn đang ở bên trong kim tự tháp ở bên ngoài còn có một loại vong linh khác khiến chúng ta phải chú ý pháp sư đinh mộ nói loại vong linh gì vậy chúng nó có tên là lệ kiếm tử Lão pháp sư Đinh Mộ nghiêm túc nói ra cái danh xưng đó. Có phải là những con vong linh mặc giáp đồng xuất hiện ở trên đỉnh dốc không?" Mạc Phàm hỏi. "Đúng, Đinh Mộ đáp." Mạc Phàm không khỏi nhíu mày, thực lực của những con lệ tử kiếm này thật là mạnh, bản thân đã chiến đấu khoa trương như thế, vậy mà cũng chỉ giết được có 7 con. Lệ tử kiếm là nô bộc trung thành nhất của pha gia ông trong kim tự tháp, số lượng của chúng nó rất nhiều, huấn luyện rất bài bản, rất khó đối phó. Đây là một kim tự tháp ảo, có thể sẽ không dẫn tới loại vong linh đáng sợ nhất nhưng xung quanh kim tự tháp ảo này ít nhất cũng phải có 500 lệ tử kiếm, muốn vượt qua chúng nó thì không biết sẽ chết mất bao nhiêu người. Lão Pháp Sư Đinh Mộ nói xong thì thở dài một hơi. 500 con, nhiều như vậy sao, Mạc Phàm liền cảm thấy nặng nề trong lòng. Số lượng này phải nhiều gấp 10 lần ở đỉnh dốc, đoán chừng ngay cả một Pháp Sư siêu dai cũng không thể ứng phó được. Chỉ là một kim tự tháp ảo mà có thể tuôn ra nhiều vong linh như vậy, nếu là kim tự tháp thật thì đó chẳng phải là cấm địa đáng sợ nhất rồi sao? Vậy đã từng có ai đi vào được kim tự tháp chưa vậy? Giang Dục hỏi. Tiến vào trong kim tự tháp, lão Pháp Sư Đinh Mộ cười lắc đầu, ánh mắt không khỏi nhìn về vị trí của tham mưu phân nạp và nói. Tham mưu đại nhân đã từng cùng mấy vị Pháp Sư tài giỏi đã từng đi, vào bên trong kim tự tháp, nhưng ngày ấy không có nhắc đến chuyện đó nhiều, lão Pháp Sư Đinh Mộ nói. Nói như vậy, bên trong đó nhất định là có một loại vong linh có sức mạnh lật đổ thế giới, Giang Dục trầm ngâm nói. Những cái khác thì tôi không biết, nhưng nhân sư là sự tồn tại vô địch. Nó có một cái tên khác là Sở Phin, là thú thủ hộ của kim tự tháp, là sinh vật mạnh nhất của Ai Cập, Đinh Mộ nói. Nghe nói đến vấn đề này, Mạc Phàm không khỏi há to miệng, sợ rằng đây cũng là một sinh vật thủ hộ trí tôn giống như đồ đằng huyền xà. Không nghĩ tới đây là một sinh vật sống, chỉ cần tưởng tượng con hàng này nằm ngay bên cạnh kim tự tháp đồ sộ, liền có thể khiến cho người ta vô cùng chấn động và dọa người rồi. Khi hoàng hôn buông xuống, máu tươi đã chảy lênh láng trên mặt đất, miêu tả lên sự tàn khốc của chiến trường. Giờ phút này, toàn bộ đại đội đã tiến công vào kim tự tháp ảo. Đây cũng là mục tiêu cuối cùng của bọn họ. Bây giờ hậu phương đã không còn quân chi viện, cho dù đây có là trận chiến một đi không trở về, bọn họ cũng không còn đường lui nữa. Sông lên, ai cập vạn tuế, đại quân hóa thành một dòng lũ mãnh liệt, ma pháp gào thét đầy trời, quang huy chiếu sáng vô tận. Khí thế của bên vong linh cũng không kém, oán niệm chất cao thành núi, sự phẫn nộ mạnh mẽ như những trận cuồng phong. Trận chiến nổ ra, sự trật tự cùng ngay ngắn lúc đầu nhanh chóng biến thành hỗn loạn vô cùng khiến cho người ta căn bản không nhìn thấy kim tự tháp ở nơi mô, chỉ biết điều cơ bản là cùng vong linh chém giết. Kết thúc video. Các bạn đang nghe chuyện toàn chức pháp sư trên kênh Triệu Gia. Chuyện được dịch bởi đặt review. Triệu Gia luôn đưa tới các bạn chất lượng video và giọng dịch tốt nhất để có thể cảm thụ cái hay của chuyện. Rất mong được những cái like và comment ủng hộ của các bạn. Thân ái và hẹn gặp lại trên kênh Triệu Gia.